Phân tích sức mạnh băng hải tặc Hớt có thực sự mạnh mẽ hay chỉ đang ra rẻ? Hai, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Top Manga. Ở chapter 1063 khi nghe tin Jordan cùng các thuyền trưởng Titanic của mình tấn công Lo, bất cứ ai trong chúng ta đều có chung một suy nghĩ rằng, thôi rồi Lượm ơi, không phải vì đánh giá thấp sức mạnh của Lo, mà là vì màn thể hiện của các thành viên băng Hớt thực sự quá nhạt nhòa, thậm chí có thể nói là yếu kém trong chiến trường Wano nếu so với băng Kid hoặc băng Mũ Rơm. Cơ mà Sunday 1064 thì mọi chuyện mới sáng tỏ. Ta phải nghiêng mình kính phục mà nói lời xin lỗi với Beppo và những người bạn. Bọn họ không yếu như chúng ta nghĩ mà còn vô cùng mạnh mẽ, đánh ngang cơ với các đội trưởng của Tich. Vậy với chi tiết đó, phải chăng Oda đang muốn nói rằng băng hớt thực sự mạnh mẽ hay chỉ là cá nằm trên thớt đang dậy ruộng? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích sức mạnh của họ và đưa ra lời bình luận chuẩn chỉ nhất. Xem mấy thanh niên bác sĩ y tá này mạnh đến đâu nhé. Số 1. Từng bị khinh thường giống như đa số băng hải tặc sư tân tinh khác băng hớt cũng đi một quãng đường rất dài cùng với lo từ vùng biển quê hương cho đến tân thế giới họ còn xuất hiện trong rất nhiều những phân cảnh khác như là tại Sabaody, marine fork hay amazon lily đặc biệt nhất là ba thanh niên sachi pengan và peppo đã đồng hành cùng anh luật từ cái ngày mà anh bỏ nhà đi bụi trải qua vô số trận chiến cho đến ngày hôm nay ngoài ra băng hớt cũng là một băng hải tặc hiếm hoi ngoài băng mũ rơm được oda quan tâm đặt tên cho rất nhiều thuyền viên Đặc biệt như thế, vậy tại sao họ lại bị đa số fan One Piece gắn cho cái mác yếu ớt? Mình thì thấy có 3 nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là vì thuyền trưởng lo quá mạnh, anh chiếm gần như toàn bộ spotlight và cân tất cả mọi việc từ chiến thuật đến giao tranh, dẫn đến đất diễn của các thuyền viên khác bị thu hẹp đi khá nhiều. Nguyên nhân thứ hai là do màn thể hiện quá tệ hại tại Wano Kuni anh em thử nhớ lại mà xem beppo ăn cá bẩn bị đau bụng sachi và pengan thì ăn hành ngập mồm bởi hopkins khi bắt đầu chiến dịch đảo quỷ nhiệm vụ chính của băng trái tim cũng chỉ là vận chuyển và trị thương không tham gia quá nhiều trong các chiến trường khốc liệt đặc biệt nhất là nguyên nhân thứ ba lo không hề sở hữu một cánh tay phải đắc lực như luffy hay Kid. Trong một trang bìa vẽ kẻ sở hữu sức mạnh top 2, Oda đã đề cập rằng cánh tay phải của Lo là Beppo. Mà anh em thử nghĩ đi, chú gấu bắc cực này ngoài việc dễ thương ra thì làm sao so được với Zoro hai Killer, kể cả là hóa sư long đi chăng nữa. Gộp ba yếu tố trên lại, việc anh em ta đánh giá băng hớt là điều dễ hiểu, không hề oan uổng gì cả. Nhưng đó chỉ là cú lừa của Oda mà thôi, sức mạnh của họ sẽ tăng lên đáng kể khi ở dưới nước. Giống như nạp vip, sơn súng, up level lột xác, hoàn toàn thành một băng khác vậy đây anh em. Để tìm hiểu rõ hơn, ta sẽ đi phân tích sức mạnh của từng thuyền viên nhé. Số 2, sức mạnh từng thành viên bằng hải tạc hớt. Đầu tiên là thanh niên đeo mặt nạ hacker mang tên Hakugan. Anh là người lái tàu của băng hớt và am hiểu Polatang giống như một phần cơ thể của mình vậy. Do đó, trong chapter 1064 được lo giao cho nhiệm vụ bảo vệ tàu. Còn nhớ ở những trận chiến trước đây, tài nghệ lái tàu của Hakugan cũng được thể hiện không ít lâu như là khi thoát khỏi sự truy sát của Kizaru và Aokiji này, khi điều khiển tàu băng qua vành đai tĩnh lặng, vân vân thậm chí nếu cần thiết, Hakugan cũng có thể chiến đấu bằng vũ khí. Ta được thấy điều đó khi anh dùng rìu tại Ju và dùng một cây kích tại trận chiến Onigashima. Tiếp theo là hai anh em Yang hồ Pengan và Sachi. Họ sinh ra ở biển Bắc, nơi được cho là lạnh giá nhất trong thế giới One Piece, nên làm chủ được nhiều khả năng liên quan đến dòng biển lạnh, được lo giao cho nhiệm vụ trợ chiến từ dưới biển. Dù ban đầu có gặp đôi chút khó khăn trước sức mạnh chấn động, tuy nhiên sau đó vẫn đủ tỉnh táo để nhảy vào đại dương và thể hiện sức mạnh họ có thể hút một lượng nước lớn và khiến cơ thể phình to ra như cá nóc và sau đó đi phun với áp lực cao. Uy lực của đòn này đủ sức triệt tiêu toàn bộ công kích từ bom táo của Đốc Q, khiến hắn bất ngờ không ngậm được mồm. Để dễ so sánh thì bản thân mình thấy mấy đòn phun nước này chỉ thua tuyệt kỹ, đại dương ném qua vai của Jinbe một tí thôi anh em ạ. À. Ngoài việc dùng để phá bom táo, nó còn có thể được dùng để tấn công thẳng vào các thành viên băng rô đen. Đa số chúng đều mang năng lực trái ác quỷ, cho nên dù ít hay nhiều cũng sẽ bị giảm sức mạnh ngay lập tức. Đối với Beppo từ trước đến nay, cậu luôn được cho là người có sức chiến đấu cao thứ hai trong băng. Dù hiện giờ không thể hóa sư lo, nhưng bài gầu vẫn thể hiện ra được một kỹ năng khác, chính là đôi tai siêu nhạy thay thế được cả hàng kỳ quan sát. Nó giúp cậu có thể nhận ra Van og đang đứng từ xa quan sát và bắn lén. Và anh em nghĩ mà xem, tên này sở hữu khả năng teleport thì hắn đứng ở xa đến mức nào? Ngoài ra, nếu là vào cuộc chiến trực diện, sức mạnh của Beppo cũng không phải dạng vừa. Cậu có thể sử dụng điện của tộc Minh, võ thuật siêu phàm vượt trội các sĩ quan hải quân cũng như sức bền đáng nể. Trong trận chiến tại Wano, Beppo đã chiến đấu liên tục trong 12 giờ mà vẫn còn rất sung, cho đến khi bị Nekomamushi yêu cầu rút lui. Sau đó là Jinbat anh có lẽ là thuyền viên gia nhập trễ nhất, tuy nhiên về sức mạnh và kinh nghiệm thì không hề thua kém bất kỳ ai. Đơn giản vì trước khi gia nhập băng hớt, bác từng là một thuyền trưởng hải tặc khét tiếng. Trước đây, điểm nổi trội của anh là năng lực thể chất to lớn cùng với cơ thể khổng lồ. Tuy nhiên, trong chapter 1064, ta lại thấy thêm được một mặt khác nữa, chính là khả năng bảo kê siêu hạng sau khi được Beppo thông báo cho vị trí của Van Auger. Zinban dùng chính thân mình đỡ đạn cho thuyền trưởng với một tốc độ đáng kinh ngạc gần như là không có độ trễ so với viên đạn bắn ra và đặc biệt tỏ ra chẳng hề hấn gì cả lưu ý rằng tay súng của băng rô đen là một hải tặc có tiếng tại tân thế giới cho nên đòn bắn của hắn không phải bình thường đâu anh em ạ hiện tại cá nhân mình không biết đó là do cơ thể bác cứng cáp hay có một kỹ năng đặc biệt gì đó như tích cai của lục thức nhưng tóm lại chỉ biết rằng nó cứng chả thua kém gì thân thể sắt thép của franky cả ngoài những nhân vật trên da băng hớt còn vài thành viên chưa được thể hiện trong chap này Tuy nhiên, với việc họ cũng là một thành viên cư cựu trải qua vô vàn trận chiến, ta có thể dự đoán được rằng sức mạnh thủy chiến cũng chỉ thua mấy thanh niên bên trên chút ít mà thôi. Một số cái tên có thể kể đến như Uni, Ikaku, còn Pandaman thì thôi bỏ qua anh em nhé. Lưu ý rằng mình xét ra riêng như thế chỉ để anh em dễ hình dung thôi, Chưa thực ra sức mạnh lớn nhất của băng hớt là sự đoàn kết và hành động mang tính nhất quán cực cao. Dễ thấy ngay từ khi bắt đầu giao chiến, lo chỉ cần nói những câu đơn giản thôi là các thành viên còn lại tự biết mình phải làm gì. Thậm chí Beppo và Zimbat, hai thanh niên từng cãi nhau trí chóe về việc ai sẽ nghe lời ai, thì bây giờ cũng phối hợp nuột nà như chân gà. Nhìn vào băng đen dù mỗi cá nhân đều mạnh hơn băng hớt, tuy nhiên không hề có sự tim quốc dẫn đến tình huống khó như hiện tại. Đặc biệt nhất, không biết đây chỉ là những pha chơi chữ của Oda hay lại là một hên gì đó. Nhưng mình nhận ra rằng, chi tiết ông chịu khó đặt tên cho khá nhiều thuyền viên của băng hớt dường như là có dụng ý bởi vì xét kỹ ra tất cả họ đều ít nhiều liên quan đến biển và khí hậu lạnh beppo là gấu trắng sachi là cá voi sát thủ pengun là chim cánh cụt ikaku là kỳ lân biển uni là nhím biển đặc biệt là con tàu của họ cũng có tên là pola mang nghĩa là gấu bắc cực hiện giờ cả băng đã thể hiện ra sức mạnh liên quan đến biển rồi có lẽ nào trong tương lai họ sẽ chỉ diễn thêm một vở nữa liên quan đến băng bởi vì đô đốc Aokiji có lẽ đang rất gần nơi đây mà anh em để dễ hình dung hơn anh em có thể liên tưởng đến trận chiến trên băng giữa Sanji Usopp và cặp đôi Abel Sancho ấy không dễ dàng một tí nào đâu số 3. có đủ sức đương đầu với băng dâu đen dù màn thể hiện của các thuyền viên băng hớt cũng là khá ấn tượng thậm chí còn khiến Oger rèn đến mức xém thì rút lui Tuy nhiên, xét chung quy lại thì họ gần như chưa gây được sát thương đáng kể nào lên băng dâu trừ việc phá tàu của chúng. Ngoài ra thì Jesus Burgess còn chưa ra tay, cho nên mình nghĩ Oda chỉ đang cho chúng ta thấy sức mạnh thủy chiến của băng hớt là đáng gờm thôi, chứ chưa đủ để hạ gục các thuyền trưởng Titanic đâu. Lưu ý là chỉ bao gồm những thanh niên mà tích dẫn theo thôi, chưa tính đến những người còn lại anh em nhé. Cho nên dù rất mãn nhãn, nhưng họ vẫn chưa xứng đáng với sức mạnh thuyền trưởng của mình sở hữu. Để quy ra con số cụ thể thì trước đây mình đánh giá lo chiếm 99% tổng sức mạnh, thì hiện tại có thể giảm xuống 90% gì đấy. Tóm lại thì mình muốn nói là với sức mạnh hiện tại, lo khó lòng mà thắng được dầu đen. Băng của anh sẽ không thể trụ nổi nếu Burgess, Cư Gian và các thuyền trưởng Titanic khác đánh nghiêm túc. Để có thêm một tương quan nữa, ta thử so sánh Beppo cùng những người bạn của băng mũ rơm nhé. Số 4. Băng hớt có thể so với băng mũ rơm hay không? Và câu hỏi cuối cùng là liệu sức mạnh của băng hớt thể hiện trong chapter vừa rồi có thể so được với băng mũ rơm hay không? Đáp án vẫn là không, kể cả có là hải chiến. Anh em cứ tưởng tượng ra như thế này. Sachi và Pengen chuyên về tấn công dưới nước, Hakugan chuyên về điều khiển tàu và hai thứ đó gộp lại mới bằng được một nửa JB. Đơn giản là vì ngoài việc ông dùng nước biển tấn công và tổ lái ra thì còn có thể thay đổi dòng hải lưu hay triệu hồi cá mập voi nữa. Zimbabwe là một tanh cơ siêu châu bò nhưng nhìn chung khó lòng mà so được với tướng quân Frankie bởi vì cơ thể của người sao so được với sắt thép. Đôi tay thính của Beppo dù tỏ ra hiệu quả trong việc bao quát tình hình nhưng đó cũng là việc mà Usopp làm được, thậm chí Sanji càng làm tốt hơn gấp bội. Tóm lại, mình muốn nói rằng những gì băng hớt thể hiện vừa qua không thực sự mạnh mẽ đâu. Chẳng qua là nó chỉ gây hiệu ứng bất ngờ cho chúng ta mà thôi. Kiểu như một thanh niên lúc nào cũng không điểm như Nobita, đúng một cái nhảy lên 5 điểm khiến ai cũng bất ngờ khen ngợi. Nhưng so với 9, 10 thì thua xa vậy đấy. Quy ra so sánh thì những thứ Beppo cùng các đồng đội cố gắng hết sức tạo ra, nếu thay bằng mũ dơm, họ có thể thực hiện nó chỉ với hai hoặc ba thành viên mà thôi. Thêm một mặt khác nữa, hãy nhìn vào đa số các hải tặc có tiếng tăm trên thế giới từ xưa đến nay, ai nấy đều lựa chọn cho mình một, hai hoặc là ba trợ thủ có sức chiến đấu cực mạnh. Và anh luật thì không thiếu điều đó, nó sẽ khiến anh cực kỳ thọt trong trận chiến này cũng như hành trình về sau. Anh em cứ thử tưởng tượng đi, nếu trong băng hớt hiện tại có Zoro hay Killer thì sao? Có mà Van Ogre chạy trối chết chứ đúng không nào? Mình chỉ mới kể sơ sơ đâu đó bốn thuyền viên của Luffy mà thôi, mà ta đã thấy ao trình bằng hớt rồi. Vậy thử hỏi, nếu cộng thêm 6 người còn lại thì sao? Có mà toang luôn. Số 5. Kết luận Qua những điều trên, mình đưa ra được kết luận rằng các thuyền viên của băng hớt mạnh hơn rất rất nhiều so với những gì mà chúng ta từng nghĩ về họ cách đây vài chapter. Tuy nhiên, từng đấy là chưa đủ để so với những trợ thủ được Tích dẫn theo, chưa đừng nói đến cả băng dâu đen chưa hoàn thiện và đương nhiên điều đó cũng nói lên rằng Lo có thể tiệm cận đến đẳng cấp tứ hoàng nhưng băng của anh vẫn chưa đạt mức đó, họ thua xa hoàn toàn nếu so với các băng tứ hoàng, thậm chí nếu so với băng kít mình vẫn nghĩ là không đủ tuổi. Nó đồng nghĩa với việc kết cục cho phòng khám di động này vẫn là một trận thua trước Tích mà thôi. Tuy nhiên mình cho rằng Lo cùng các đồng đội sẽ chỉ để mất Poneglyph và vẫn có thể chạy thoát vì giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt đúng không? Với lối đánh thủy chiến đẹp mắt ấy, tiềm năng của băng hớt cực kỳ lớn bởi vì băng Roger ngày xưa hay băng tóc đỏ bây giờ có lẽ cũng theo đuổi lối đánh dựa vào biển như thế đấy anh em. Chỉ mong ngoài tác chiến đồng đội ra, họ hãy chú tâm rèn luyện sức mạnh của bản thân, ít nhất là ngang bằng với các chỉ huy của băng kit. Như thế là vui rồi, chứ để so với đồng đội của Luffy hay Tich thì, thì thôi, no hope luôn. Cuối video là chuyên mục dành cho anh em nào có đam mê trở thành quý bửu hay muốn lấy le trước bạn bè. Bọn mình có một shop bán tranh anime in theo yêu cầu với hai option chất liệu là tranh lụa và tranh trang gương. Cùng với đó là sự đa dạng về kích thước, tha hồ để anh em lựa chọn. In bóc ngay vào fanpage OV Manga Anime Shop để đặt hàng. Link mình sẽ ghi ở phần mô tả. Trên đây là video phân tích sức mạnh của băng hớt. Rất cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ ấn like và đặc biệt là đăng ký kênh để bọn mình sớm có nút bạc ăn tết nhá. Chúc anh em một ngày tốt lành. Goodbye.